Xin chào cả nhà ha. Chúc buổi nhà cả nhà có một buổi tối được an lành, vui vẻ, hạnh phúc, ấm no ha. Bây giờ chuẩn bị xếp no rồi đây. Hiện bây giờ mình đang ở tại resort Mũi Né Bay, số 14 Hồ Xuân Hương, Phan Thiết. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi xuống nhận món để ăn. Thì mình sẽ không quên cả nhà mình. Đây là những cái nói chung ở đây là đa số xây cất hoặc là bày trí theo kiểu người Chăm, hay là gọi là người Chàm. Thì đây là những cái giống như hình cái tháp Binh Ích của, nhưng mà được dựng lên thành những cái lều nhỏ, cũng hay. Nói chung là cũng nhìn cũng nghệ thuật, tinh hoa độc đáo của một bản sắc dân tộc. Đây là cái bảng seafood. Đây, ở đây có tất cả các món hải sản luôn, nhưng mà mình sẽ lướt sơ thôi. Ở đây có tất cả luôn. Và không gian ở đây buổi tối rất là mát mẻ. Nói chung mình ngồi đối diện biển thì nó mát, nhưng mà nó hơi rít chút xíu nha cả nhà. Là chỗ này chỗ nướng hải sản. Đây, chỗ nướng hải sản. Đây là cái quầy lễ tân để mà mình nhận món ăn. Ở đây có cái đồ ăn nhẹ, đồ ngọt, bánh kem hay là gì đó. Đây. Mình trong thời gian mà chờ đợi thức ăn thì mình chịu khó mình đi review một vòng cho cả nhà mình xem buổi tối ở resort không gian không khí như thế nào nha. Mát mẻ. Đây là những cái dù để che, chắc là trời nắng. Mũi Né Bay. Đây, bên trong kia là để nồi niêu rất là nhiều. Và sáng mai mình sẽ review lại cái quầy tiếp tân, được trưng bày tất cả những gì văn hóa, tinh hoa, rồi nghệ thuật được đúc kết tại một cái phòng đó của người Chăm. Sáng mai mình sẽ review cả nhà mình xem. Đó là một cái cổng cũng mang cái hoa văn kiến trúc của người Chăm, người Chàm. Đó là hồ bơi. Đây là cái cổng ngay hồ bơi. Hồ bơi đây sáng mai mới bơi được, giờ tối không có người bơi. Mình đi lướt một vòng. Đây, mời cả nhà mình xem cảnh buổi tối ở đây rất là đẹp nha. Bắt những cái đèn ẩn nó dạ lên từ dưới lên, nhìn nó hay. Trong phòng cũng như thế này. Trong phòng cũng bắt nó hơi ẩn, hơi dạ lên. Đó. Thì những cái kỳ nghỉ như vậy là rất có ý nghĩa nha. Từ cái nhân viên hoặc là không gian ban ngày, buổi tối, nói chung giúp cho chúng ta thư giãn được rất là nhiều. Như vậy kỳ nghỉ mình nó vô cùng ý nghĩa và có giá trị cho những chuyến đi. Đồng thời cũng là xả stress trong những ngày làm việc mệt mỏi, và để cho có động lực cho những cái chuyến đi du lịch, hoặc là để cho mình có những cái trải nghiệm vào những ngày nghỉ vô cùng thú vị, để mình lấy cái tinh thần lại, mình quên đi những mệt mỏi, áp lực của công việc, cuộc sống, nói chung tất cả, để mình lấy lại năng lượng để chuẩn bị cho những cái gì
tốt nhất trong công việc của mình, để mình có sự gọi là đầu tư về cái tư duy của mình sẽ được nhiều hơn. Rồi bây giờ là mình coi thử món ăn ở đây được làm như thế nào ha. Đây mình món ăn tới rồi đây. Đây là một cái combo gồm có tôm rồi mực nướng. Một combo hồi trưa đặt không? Là bao nhiêu đây á hả? À mình còn một cái lẩu nữa. Đây muối tiêu chanh để chấm rau. Mình nhìn cũng hấp dẫn rồi đây. Cá, bánh tráng nữa. À, một combo ở đây là hai, nếu mà hai người gì ăn là 600 ngàn, à, gồm một cái lẩu nữa nha. Và bây giờ mình chuẩn bị chọn thức uống. Cái này là quyển menu được bọc vải giống như vải bốn chiều, vải canh vác, vải bố. Quý uống gì? À, đây là những cái món nước cho chị em phụ nữ. Mình review kỹ cho cả nhà mình xem cái bảng giá luôn. Đó. Nói chung mà theo mình thấy thì ở đây đồ ăn thức uống là tất cả phòng ốc tiện nghi này kia thì giá cả rất là hợp lý. Mình có thể nói là một câu là tiền nào của đó đi, để cho nó nhẹ cái suy nghĩ ha. Mà mình chọn một cái resort đặc chuẩn 4 sao để mình có một kỳ nghỉ nó ý nghĩa hơn, thoải mái hơn, quên đi những âu lo gọi là cực nhọc trong công việc cuộc sống, để mà chuẩn bị cho cái tinh thần cũng như là chuẩn bị một cái vốn năng lượng rất là lớn để đầu tư vào những cái dự án công việc tiếp theo, nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn, bởi vậy người ta mới đi du lịch chứ. Đây bia thì có Sài Gòn, nói chung giá nó cũng hợp lý ha. Mình cái món kia là món của nữ, mình sẽ chọn những món này. Rồi đó, mình cứ review sơ bộ vậy đó, cả nhà chịu khó theo dõi ha. Rồi chuẩn bị lẩu lên là cái không cháy rồi, gió quá không. À, bây giờ mời cả nhà mình thưởng thức món lẩu ha. Món lẩu cũng nằm trong combo đó luôn. Combo đó luôn thì giá 600 ngàn. Thì một dĩa hải sản và gồm một cái lẩu. Đưa coi nước lẩu bắt mắt ngon không? À, khẩu vị ở đây nghe thơm rồi đó. Một cái dĩa đồ chuẩn bị ăn lẩu thấy cũng bành kỳ á. À, to khổng lồ hả? À, rồi thì tại vì mình dùng món hải sản xong rồi, trong khi chờ món lẩu thì mình sẽ nói đôi lời với cả nhà mình luôn. Khi mình đi du lịch hoặc là mình đi tỉnh á, đúng là mình đi công tác tỉnh á, thì mình nên chọn những cái chỗ khách sạn nào hoặc là resort nào có bao ăn bao uống luôn, bao ở luôn, còn gói như vậy thì mình sẽ khỏe hơn. Chứ mình đi tới xứ lạ như lúc trước mình chưa có cái kinh nghiệm mà mình đi các tỉnh á, là mình sẽ nếu mà có chỗ khách sạn thì có chỗ đậu xe hơi, không có chỗ đậu xe hơi, rồi khi mình lấy xe đi ra ngoài mình đi ăn có chỗ cho dừng đậu xe, có chỗ không cho, rồi đường hẹp, đường đông. Rồi, nói chung các vấn đề về giao thông nó rất là bất tiện, cũng như là người mua nhầm, người bán không bao giờ nhầm, thì đồ ăn nó cũng không như ý mình, mình cũng không làm gì được. Còn ở đây người ta sẽ có trách nhiệm, mình nghĩ là như vậy, người ta sẽ có trách nhiệm cho những cái gì mà khách hàng không hài lòng, thì như vậy mình yên tâm, mình thuê khách sạn, mình ở trong resort, tối mình ra mình hưởng thụ không gian,
không gian như thế này đó, không gian buổi tối ở đây thoáng mát, rồi ngồi ăn thư giãn kế bờ biển, rồi sáng mai mình ra tắm biển. À, nói về tắm biển mình nói luôn, thì khi mình chọn một cái khách sạn hoặc là một cái resort, tốt nhất mình nên bỏ ra chút xíu tiền nữa, mình chọn cái nào mà nó gần biển để mình tiện ra. Chứ nhiều lúc mình chọn xa biển quá rồi mình phải sáng dậy mình phải đánh xe ra, mình đánh xe ra rồi mình gom đồ, rồi mình sợ thiếu cái này hụt cái kia, rồi tư trang hành lý bóp ví điện thoại mình phải giữ ca na cúm núm trong khi tắm thì nó cũng rất là bất tiện. Nhiều lúc là vừa tắm vừa chơi phải vừa coi ba lô túi sách điện thoại, thành cho nên theo cái quan điểm mình là như vậy nha. Còn cả nhà mình ai biết gì hơn thì vui lòng comment ở dưới để có gì mình rút kinh nghiệm nha. Đó. Rồi bây giờ mình chuẩn bị tiếp tới món lẩu. Rồi bây giờ mình chuẩn bị dùng tới món lẩu. Thì chúc cả nhà có một buổi tối thật là ngon miệng ha. Bây giờ mình review xung quanh ở đây chút xíu, mình đi xuống những cái nơi này. Bãi biển ở dưới này rất là đẹp. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình ha. Để mà mình có động lực làm những video tiếp theo thì mình cũng xin được mời cả nhà mình đăng ký kênh, ủng hộ mình để mình có động lực nhiều hơn, làm những video hữu ích hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye.